Các bạn, thời gian trôi đi thật là nhanh và các ca sĩ mà các bạn rất yêu thích đã hát hết trái tim của mình vì chính các bạn. Bây giờ thì tại sao chúng ta lại không cùng hát chung một ca khúc, một giai điệu thật êm đềm, thật nồng ấm tình bạn để chia tay và hẹn với nhau sẽ cùng hát trong một chương trình khác. Vâng, thưa các bạn, và đến đây thì chương trình Làn Sóng Xanh xin chào tạm biệt các bạn. Xanh sáng êm, câu hát đêm nay chợt vút cánh.